thi pha chế cà phê Festival Biển Nha Trang Cúp Mê Trang đang được tổ chức, nằm trong chuỗi chương trình của Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa năm 2023. Đây là sự kiện quan trọng tạo dấu ấn trong lĩnh vực pha chế đồ uống do Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng pha chế cà phê để góp phần cung cấp cho ngành đồ uống những chuyên gia có kiến thức, kỹ năng, am hiểu về lĩnh vực pha chế cà phê. Kết thúc vòng sơ khảo, 8 thí sinh xuất sắc có tay nghề cao đến từ các nhà hàng, dịch vụ đồ uống trong hệ thống khách sạn, resort và các sinh viên đang học ngành quản trị nhà hàng của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang lọt vào vòng chung kết. Các thí sinh thực hiện bài thi với 12 tách cà phê gồm cà phê espresso, cappuccino và cà phê Việt Nam sáng tạo. Mỗi thí sinh đều phải thể hiện hết sức trong từng công đoạn, từ xay cà phê cho đến trang trí, dưới sự giám sát chặt chẽ của ban giám khảo. Cuộc thi là sân chơi về kỹ năng pha chế cà phê lớn nhất hiện nay ở tỉnh Khánh Hòa, tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là sân chơi cho các barista và tôn vinh tài năng của những người pha chế, nhân tố không thể thiếu để tạo nên một ly cà phê ngon.